Alo, các vị có nghe không? Được rồi, sáng nay mình học tiếp cái bài kinh khác. Kỳ rồi á, là có một cái bài kinh mà buộc căn bản trí, bài kinh căn bản của trí. Tiếng Pali gọi là nghe nó bất thú. Cái nghĩa gốc đó là nền tảng của trí tuệ. Gồm hai bài. Bài trước thì gồm 44 trí, tức trí tuệ thấy rõ khía cạnh tứ đế trong 12 duyên khởi. Có nghĩa là thấy được từng chi, thấy được từng điều ở trong 12 duyên khởi, như là thấy sanh già chết, thấy rõ sanh là sao, già là sao, chết là sao, đó là thấy cái khía cạnh khổ đế của nó. Rồi cái thứ hai đó là thấy nó từ đâu nó có, thì nó có hai câu trả lời: một là nó do cái chi trước, hai là nó do ái. Nếu mình nói gián tiếp đó. Nói gián tiếp đó. Thì mỗi điều trong 12 duyên khởi là do ái mà có. Nói trực tiếp đó, thì do chi duyên khởi trước đó. Như nói lão tử do sanh mà có, sanh do hữu mà có, hữu do thủ mà có. Đó, cái tập khởi nó có hai à, cái tập khởi thì nó có hai. Một là tập khởi thì mình nói đó là do ái cũng được, mà nói trực tiếp thì mình nói do cái chi trước đó. Ví dụ như là mình biết nói vậy, các vị nghe hiểu không ha? Các vị nghe hiểu không? À, nói chung là từng chi trong đó. Và tại sao ở đây Đức Thế Tôn chỉ nói có 11 mà không nói đến 12? Thì ở đây chúng ta phải biết rằng là có rất là nhiều cách nói về duyên khởi. Nói 11 cũng được, nói 12 cũng được. Mà trong trường hợp mà Ngài nói chỉ có 11 thì mình phải hiểu ngầm. Trong trường hợp Đức Phật dạy 11 duyên khởi thì ta phải hiểu ngầm rằng vô minh ở đây nằm sẵn trong ái thủ một cách trực tiếp và nằm trong hành với nghiệp hữu một cách gián tiếp. Có học ở Biên Pháp á, có học A Di Đà á, thì cái này nghe hiểu liền. Có nghĩa là khi mà mình thích cái gì đó, mình có tà kiến được cái gì đó, thì dứt khoát lúc đó là phải có cái vô minh trong đó. Dứt khoát người hậu vi pháp phải biết gì đó, vô minh là si á, dứt khoát phải có. Nhưng mà trong trường hợp mình làm thiện thì nó cũng có sự tác động của vô minh. Vì theo A Tỳ Đàm thì một thì chỉ có lãng mới không còn vô minh, và vì vậy chỉ có lãng mới không còn tâm thiện hay ác. Đó, vấn đề như vậy. Cái vấn đề nằm ở chỗ này, chỉ có vị la hán mới không còn vô minh, chứ còn Anaham á vẫn còn vô minh nha, nhớ cái đó, vẫn còn vô minh. Và
hễ còn vô minh thì còn có tâm thiện, tâm bất thiện. Phải nhớ cái đó. Cái câu này, cái câu này là cái câu phải thuộc lòng. Chỉ có người còn vô minh thì mới có tâm thiện và bất thiện. Cũng giống như mình hiểu năm nay nó giống như mà chỉ có con nít ấy, thì nó mới thấy cái đồ chơi này nè, món món đồ quan trọng hơn món đồ chơi kia. Nhưng mà đối với một người trưởng thành ấy, thì đưa họ hai con trâu, với một người trưởng thành mà đưa họ hai cái con trâu bằng đất sét, kêu họ phân tích hai con này con nào có giá trị hơn. Cái con này cái sừng nó dài nè, cái con này sừng nó ngắn hơn một chút nè, cái con này là cái bụng nó bự hơn con này nè, cái con này nó có cái đuôi, con này cái đuôi nó bị gãy nè, cái con này thì nó to hơn con kia một chút nè, cái con này được nắng bằng cái đất sét đỏ, còn con này thì nắng bằng cái đất sét vàng. Cái con này là do thằng Tèo nó nắng, còn cái con kia là do con Lan nó, bà con của thằng Tèo nắng. Thì tất cả những cái chi tiết này nó chỉ là quan trọng đối với một thằng bé nhà quê, nhà nghèo, đã là bé rồi, đã là một thằng bé nhà quê mà phải theo cái nhà nghèo nữa, không có gì chơi hết, thì nó mới chơi hai cái tượng trâu bằng đất sét nắng. Mà tôi cũng chẳng biết là trong cái rung này đó là có bao nhiêu người mà biết cái chuyện mà tượng, biết được cái chuyện mà nắng tượng bằng đất sét. Thì có nhiều người trong rung này tôi cũng nghi ngờ là họ đi trên nước ngoài từ bé đó, họ đi trên nước ngoài từ bé cho nên họ không có biết cái chuyện như là ở trong nước mình là trẻ con là nó lấy đất sét nó nắng đồ nó chơi. Thì khi mà tôi ví dụ những hình ảnh này có thể là có nhiều người nghe nó thấy làm lạ. Bởi vì tại Houston á, tôi biết có một cái cô đó là cô sinh năm 1959, mà coi như là cô đi năm 75 đó, thì cô còn nhỏ lắm. Mà ông bố của cổ đó là nép về tiền bối của thống tướng Lê Văn Tị. Đó, ông bố của cổ là Võ Đức Thự, tức là thống tướng Lê Văn Tị đó là nếu mà còn sống hết á, thì ông Tị phải kêu ông Thự cho bằng sư huynh. Cho nên cái cô này là từ bé là cô đã sướng như là tiên vậy đó. Thì đến năm 75 đó, trong tháng 4 đó, còn tôi không nhớ là ngày nào, thì gia đình của cổ được sắp xếp một cái chuyến bay trực tiếp rời khỏi Việt Nam. Không có phải thông qua Thái Lan hay gì, đi từ Việt Nam đi qua châu Âu, đi ghé Bỉ, có về Bỉ cô sống, Bỉ là kéo chân cô sống một thời gian rồi từ đó cô đi qua Mỹ. Cho nên cái cô này cô hoàn toàn không biết cái gì về cái xã hội bình dân của Việt Nam hết. Cái tầng lớp mà gọi là bình dân lại cũng không biết. Cô nghe kể những cái chuyện về cái nghèo, cái khổ của người bình dân của ngạc nhiên. Cô không, cô thậm chí là cô không biết con trâu, cô chỉ biết qua internet thôi chứ cô chưa có tận mắt thấy con trâu bao giờ. Để khái như vậy, đại khái như vậy. Mấy chục tuổi đầu cũng biết con trâu. Cho nên mình đừng có ngạc nhiên cái chuyện tại sao mà Thái tử Tất Đạt ấy, mà 29 tuổi mà coi như thấy cái xác người mà ngày ngạc nhiên, là bởi vì cái môi trường sống ngày nó quá đặc thù đi, nó không giống ai hết, nó quá đặc thù. Thì ở đây á, khi mà mình còn vô minh ý, thì mình giống như một đứa bé nhà quê mà thêm cái nhà nghèo nữa. Cho nên mình mới coi trọng cái chuyện mấy con trâu. Con trâu này nó màu đen, con trâu này màu trắng, cái tượng trâu này bằng đất sét vàng, đất sét đỏ, vân vân. Nhưng mà đối với một người lớn mà lại là người giàu có nữa, người có ăn học, sống ở nước ngoài nữa, ví dụ như vậy, thì cái chuyện mà đem mấy con trâu đó vào lòng của mình để mình suy nghĩ là thì mình còn nữa. Thì ở đây cũng vậy, đối với một vị A-la-hán thì người không có tâm ác là đã đành rồi, bất thiện là đã đành rồi, thì không có rồi. Nhưng mà cái tâm thiện cũng không còn, bởi vì sao? Vì bản thân cái thiện ấy, đối với người phàm phu như mình ấy, thì còn rất là cần tới nó, tại vì mình còn luân hồi. Mà chính cái thiện đó, nó là cái điều kiện để mà mình được sống sung sướng trong cái cõi trầm luân. Chính cái thiện nó là cái điều kiện tốt để mà mình vun bồi cái công đức,
Chính cái thiện nó là cái phương tiện rất là tốt để mà mình gọi là tu hành giác ngộ, diệt trừ phiền não. Còn đối với một vị A-la-hán thì cái tâm thiện nó là một cái thứ đồ ăn độc hại. Còn đối với ngài cái bất thiện thì nó giống như một thứ thuốc độc. Đã nói thuốc độc thì mình không có nói rồi. Còn cái thiện đối với ngài nó giống như một món ăn mà ngon miệng mà độc hại vậy thôi. Có nghĩa là ngài biết hết á, ngài biết cái công đức này nè của ông A và B nè nó sẽ dẫn đến quả báo như vậy nè, họ sẽ được sung sướng như vậy nè, họ rồi nhờ cái trí tuệ này họ sẽ làm được cái này cái này cái này, ngài biết hết. Nhưng mà ngài cũng biết thêm là chính cái tâm thiện ấy nó là cái nhân tái sanh cõi lành. Mà ngài biết thêm một chuyện nữa là không có cái cõi lành nào mà không có nằm ở trong cái tâm tướng vô thường của vô ngã, và cũng không có cái cõi lành nào mà người ta lên đó đỡ thiên tu không chết không già, chỉ nó không có dứt khoát. Có điều là mỗi cõi nó có cái kiểu già khác nhau, có cái kiểu chết khác nhau một chút thì thôi, nhưng mà căn bản vẫn là già, vẫn là chết. Cho nên đối với vị A-la-hán thì nghe thấy rõ cái thiện và bất thiện nó đều là cái họa hết, chỉ khác nhau có cái màu đen. Bất thiện này màu đen, người kia nó màu hồng như vậy thôi. Màu hồng, màu xanh lá cây như vậy thôi, nhưng mà nó đều là họa. Đối với ngài đó, cái bất thiện nó giống như con rắn màu đen, còn cái thiện nó giống như con rắn màu xanh, này rắn lục màu xanh, đẹp thiệt đẹp. Và có những con rắn mà mình nhìn vô mình mê luôn á. Việt Nam mình không có, cho nên tôi không biết kêu tên là cái gì. Chỉ còn có những cái loại rắn mà trên mình nó có sọc đỏ, rồi sọc xanh lá cây, rồi sọc vàng, sọc tím, nhìn đẹp lắm. Cái những con rắn mình nhìn là mình thấy đẹp mắt lắm, nhưng mà nó là rắn cực độc. Thì ở đây cũng vậy, đó là vì A-la-hán thì không còn thiện ác gì nữa hết ha. Cho nên nếu nói một cách gián tiếp thì chính vì còn vô minh cho nên người ta mới còn cái tha thiết trong cái thiện pháp và ác pháp. Riêng đối với vị A-la-hán thì ngài thấy rõ đây là họa. Nhưng mà phải nói thêm, thấy là thấy vậy thôi, chứ thật ra thì ngài không còn cái chủng tử, ngài không còn cái khả năng để mà làm thiện nữa hết rồi. Bởi vì vô minh đã hết. Bởi vì với một cái nhìn rốt ráo về tứ đế thì mọi hiện hữu là khổ. Mà bản thân cái tâm thiện nó là một trong hai cái nhân sanh động lực. Thiện là một trong hai nhân sanh trầm luân, cái kia là bất thiện. Nó ghi gì hiểu không ta? Khi mà ta nói thiện là một trong hai nhân trầm luân, phải cái kia là bất thiện, có nghĩa là nhân trầm luân gồm có hai, thiện và bất thiện đó. Nhớ vậy. Cho nên đây là lý do tại sao ở đây ngài chỉ kể có 11, không có thiếu, và thậm chí có chỗ ngài kể chỉ có 3-4 thôi. Ngài nói là do xúc, do xúc nó mới sanh ra thọ, rồi từ thọ nó sanh ra ái, mà từ ái thì nó dẫn đến tái sanh hết. Kể gọn như vậy, từ xúc sinh ra thọ, từ thọ có ái, từ ái có sinh tử thì nghe hết. Ghi như vậy không sai, không sai. Có trường hợp thì ngày kể 12, có trường hợp ngày kể 11, 9, rồi 10, 9, 8, 7, 6, 5, ngày muốn kể bao nhiêu cũng được, không có sai. Đây cái gốc của nó cũng giống như vậy. Ví dụ như vậy là chính xác nè. Tôi nói cái lý do mà quý vị không, lý do mà quý vị bị bệnh ấy, nó có 12. Một là do quý vị ham ăn, ăn tầm 7, rồi lười biếng, không có vận động. Ham chơi cho nên đó là bị trúng nắng, trúng sương, trúng mưa, rồi chơi với người xấu, có nghĩa là chơi với bạn tào lao cho nên nó mới rủ rê, rồi xa người lành, có nghĩa là không ở gần những người cẩn trọng, không gần những bác sĩ, dược sĩ, y tá. Rồi do nhiều nhân là do quý vị ở nhà quê không có trò giải trí, cho nên quý vị phải đi chơi ngoài đồng này ruộng, rồi cuối cùng bị bệnh. Tôi có thể hoàn toàn kể 12 nhân. Tôi hoàn toàn có thể kể. Trong trường hợp nào? Trong trường hợp quý vị là một người nhà quê, một đứa bé ít học, tôi sẽ kể rõ như vậy. Thí dụ như tôi ví dụ thôi nha. Nhưng mà nó có trường hợp tôi không kể nhiều, tôi chỉ kể có 2-3 điều thôi. Tôi nói không biết tại sao ông bệnh không? Ông biết tại sao ông bệnh không? Ông thích ăn nước cốt dừa quá đi,
ông thích ăn nước cốt dừa quá đi đó. Mà ông biết ăn nó nước cốt dừa đó, cái coconut meal nó độc lắm, ăn thì ngon miệng nó độc lắm, ông biết không? Ông ăn ẩu quá mới bệnh vậy đó. Mà đã vậy đó thì không biết mình bị bệnh rồi mà ráng ăn là lại không có biểu, không chịu uống thuốc nữa. Xong tôi chỉ đang có hai nhân đó thôi, cũng không sai, không có sai. Cho nên là cái duyên khởi cũng vậy, cái chính là ngài đưa ra một công thức, nhưng mà mình phải hiểu cái gốc của nó, cái nguồn của công thức đó là gì, là do vô minh trong bốn đế nên mới có các hành, từ đó có trầm luân. Và những gì liên quan đó, và những gì liên quan là sao, tức là có trầm luân rồi nó mới có ân tình thù oán, rồi nó có vui khổ giọt lệ nước mắt, rồi có sa đọa, có thiên giới, rồi có người nam người nữ, có đẹp có xấu, có giàu có nghèo, rồi mới có chia ly sanh ly tử biệt, rồi nó mới có đủ thứ chuyện hết. Cho nên tôi mới nói hoài cái câu của Stalin đó, là người chết hết chuyện là như vậy đó. Cho nên ở đây là chỉ kể 11 thôi. Rồi bây giờ nói qua bốn trí. Ngày hôm qua tôi đã giảng rất là nhanh bốn trí ở đây, tức là trí tứ đế bốn, tứ đế là bốn mà nhân với 11, phải không? Nhân với 11 thì nó bằng là bốn trí. Vì vậy bà con có tính ra chưa ta? Bà con tính nói gì bà con biết không? Các vị có nghe không? Các vị tự tính được không? Tức là 11 chi duyên khởi, mà mỗi chi như vậy đó là cái trí thấy rõ bốn đế là sao? Thí dụ như thấy rõ thọ là gì? Thọ này có 3 hoặc có 5. 3 là khổ, lạc, xả. Còn nếu mà kể thành 5 đó, thì cũng tương đương, mình chia rộng ra khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Đó là thấy thọ rõ thọ. Mà thọ nó là sao? Thọ là do duyên mà có. Thọ là do duyên gì? Do duyên xúc, phải không? Thọ do duyên mà có. Mà có rồi thì phải vô thường. Thấy như vậy đó thì nó gọi là thấy được cái khía cạnh khổ đế của thọ. Rồi còn cái tập đế của thọ là gì? Tập đế gồm có 2. 1, thấy cái tập khởi đó, đây kêu là tập khởi, và tập đế mình kêu tập khởi, tức là cái cause. Cái tập khởi của thọ là gì? Một á, nếu mà nói indirect là ái. Còn nếu mà nói directly á, thì nó chính là xúc. Cũng giống như mình nói cái tập khởi của đứa con á, là người, một cách trực tiếp là người mẹ. Nhưng mà cái tập khởi, cái cause mà gián tiếp là bà ngoại. Vì không có bà ngoại thì làm gì có mẹ, mà không có mẹ làm gì có con. Cho nên á, ái giống như bà ngoại. Rồi còn cái xúc ở đây á, thì nó giống như là má của mình vậy đó. Tức là từ xúc đó mới có thọ nha. Biết nói cho bà con nghe kịp không ta? Biết nói gì có nghe kịp không? Có nghĩa là cái tập khởi của ái, của ái đó, nó, của thọ đó, nó gồm có hai trường hợp. Một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Trực tiếp tức là má mình, còn gián tiếp là bà ngoại của mình. Bà ngoại của mình, bà ngoại là ái đó. Chính vì có ái cho nên mình mới có tái sanh. Và chính vì có tái sanh cho nên mình mới có sáu căn. Và chính vì có sáu căn cho nên nó mới có sáu xúc. Mình chỉ chính vì có sáu xúc cho nên mới có sáu thọ. Cho nên cái tập khởi của thọ đây có thể mình kể là ái cũng được, mình kể là xúc cũng được. Đó là nhân gần và nhân xa. Đó là hiểu được là cái cạnh tập đê, cái cạnh tập khởi của thọ. Rồi còn cái thứ ba là cái cạnh chấm dứt của thọ là sao, là mình biết rõ là ngày nào ái không còn thì là thọ cũng không còn. Như vậy niết bàn chính là cái cứu cánh để chấm dứt cái thọ này đây. Rồi con đường nào dẫn đến sự chấm dứt ở đây, đó chính là cái tinh thần bát chánh đạo. Đã. Tinh thần bát chánh đạo, nhớ nha. Và ở đây á, thì các ngài mới cho mình biết cái trí mà thấy đó, trí thấy tứ đế trong duyên khởi
gồm có bốn cấp độ. Bốn cấp độ. Gồm bốn cấp độ. Bốn cấp độ có nghĩa là bốn cái level, bốn cái level hay là bốn cái level, tay nó kêu là level ha. Bốn cái cấp độ. Cái thứ nhất á, là cái trí do nghe mà có. Chẳng hạn như bây giờ bà con mình đang ở đây, bà con mình đang ở đây nghe tôi giảng thì cái đó được gọi là, bà con chờ một chút xíu. Cái thứ nhất cái gọi là sao không nó mà già. Viết giùm tôi đi, viết giùm tôi tiếng Bali tôi đánh mới được. Trí do, trí tử tế do nghe mà có. Savana, Savana Maya, Savana Maya, nhà nó chỉ nhà nó, chỉ nhà nó, bỏ bớt danh là hả? Do nghe mà có. Như quý vị đang nghe tôi và đang đọc sách đó, thì vẫn được gọi là do nghe mà có. Cái thứ hai đó gọi là Sammasana, nhà nó, trí do tu tập thiền quán mà có. Cái Sammasana có nghĩa là quán xét, trí do tu tập thiền quán mà có. Rồi cái trí thứ ba nó gọi là Pati Vedaha, nhà nó, trí do chứng ngộ mà có. Ám chỉ thành trí. Đó. Rồi cái trí thứ tư đó gọi là Pacha Vekana, nhà nó, thì là trí phản kháng của bậc gì, của bậc thánh. Có nghĩa là người ta đắc rồi đó, người ta mới nhìn ngược trở lại. No. Cái chữ kháng này không có rê nha. Phản kháng có nghĩa là chống đối. Phản kháng có nghĩa là chống đối. Phản kháng mà có rê đó nghĩa là chống đối. Còn phản kháng không có rê có nghĩa là nhìn lại. Có nghĩa là nhìn lại. Phản kháng không có rê có nghĩa là nhìn lại. Nhìn lại. Còn phản kháng có rê có nghĩa là chống lại. Chữ rê có cái chính tả này khá khó cho nó. Thì cái trí tứ đế ở trong hai duyên khởi nó gồm có bốn cái cấp độ, bốn cái trình độ. Một là do nghe mà có. Đó. Do nghe mà có nghĩa là do mình vẫn là phàm thôi. Mình vẫn là phàm nhưng mà mình do nghe, do học, do đọc sách, xem kinh mà hiểu. Thì đó được gọi là trí thứ nhất. Cái trình độ thứ hai gọi là Sammasana Ñāṇa, có nghĩa là do tu tập thiền quán. Chứ Sammasana nghĩa là quán xét, nhìn ngắm. Nhiều quán xét là nhìn ngắm, tức là tu tập thiền tứ niệm xứ đó. Rồi cái trí thứ ba đó là cái trí do chứng ngộ mà có, ám chỉ cho thánh trí. Tức là khi mình đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, sơ đạo, tam đạo, tứ đạo, thì tự nhiên cái mình thấy ra bốn đế. Mà cái thấy này thì dĩ nhiên nó khác hai cái thấy trước nha. Hai cái thấy trước thuộc phàm trí. Thuộc phàm trí. Còn cái trí thứ ba nó là do chứng ngộ, nãy tôi nói rồi, cái là khi mình đắc được sơ đạo, nhị đạo là tự nhiên mình thấy bừng lên. Lúc này là cái thấy thiệt của mình, không có thể vay mượn từ người khác nha. Rồi cái trí thứ tư là Pacha Vekana, nó là trí phản kháng, có nghĩa là khi mà mình thành thánh rồi đó thì mình nhìn lại. mình nhìn lại cái gì, nhìn lại năm điều: phản kháng, phiền não đã diệt, phản kháng, phiền não còn lại, phản kháng, niết bàn. Có nghĩa là nhìn lại cái niết bàn mình đã chứng, là nhìn lại niết bàn mà mình đã từng thấy qua lúc chứng đạo. Rồi phản kháng thánh đạo là nhìn lại
tâm thánh đạo đã chứng, phản kháng thánh quả là nhìn lại tâm thánh quả mình đã chứng. Tổng cộng là có bao nhiêu cái phản kháng ta? 5 cái đúng không? 5 cái, 5 trường hợp phản, 5 trường hợp phản kháng mà nhân do 4 cái tầng thánh, 4 tầng thánh trí. Như vậy thì nó bằng là 20 đúng không? Còn 20. Nhưng có cái vấn đề ở đây là đối với vị A-la-hán á, đối với La-hán thì không có việc nhìn lại phiền não còn dư sót như ở 3 tầng thánh kia. Nên La-hán chỉ có 4 trí, 4 trường hợp phản kháng. Như vậy tổng cộng chỉ có 19 trí phản kháng. Không biết nói gì mà con hiểu không ta? Biết các vị nghe gì có hiểu không? Có nghĩa là đối với một cái vị A-la-hán thì các ngài chỉ có 4 cái trí phản kháng thôi, là bởi vì các ngài đâu còn phiền não dư sót đâu. Nhìn thì cái A-na-hàm thì còn, A-na-hàm thì còn, còn mấy tầng thánh thấp thì tầng nào cũng có. Thì riêng vị A-la-hán thì ngài chỉ còn có 4 cái trí thôi, 4 cái trí phản kháng. Một là phản kháng đạo, phản kháng quả, phản kháng niết bàn và phản kháng phiền não đã diệt. Như vậy thì trong trường hợp này thì chỉ còn có 19 thôi nha. Như vậy thì tổng kết lại, trí tuệ tứ đế, trí tuệ nhìn thấy tứ đế trong duyên khởi, nó có 4 cái cấp độ, 4 cái trình độ khác nhau. Một là biết do cái trí tuệ do mình học, mình nghe từ người khác, trí thì gọi là trí mượn nha. Rồi trường hợp thứ hai đó gọi là cái trí tứ đế trong duyên khởi, nhưng mà nó qua cái sự tu tập. Đó, qua cái sự tu tập, mặc dù chưa có chứng gì hết, nhưng mà phải nói là một sự thấm thía rất là riêng tư, rất là của mình, rất là riêng, rất là tư tưởng của mình đó, thứ hai là của mình đó. Nhưng mà nó cũng chưa đi tới đâu hết. Phải là cái trí thứ ba đó, tức là trường hợp thứ ba mới đúng. Trường hợp thứ ba đó là mình nhìn thấy tứ đế trong ngoại dương khởi mà bằng cái sự chứng ngộ thánh trí của mình, ngay trong lúc chứng ngộ. Còn trường hợp thứ tư là sau khi chứng ngộ nhìn lại, nhìn lại ở biết nữa. Trước đây ha, đi trước đây xúc là duyên do thọ ha, thọ duyên do ái, ái duyên do thủ hữu vân vân. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hết rồi, bây giờ thì biết rõ là ái hết rồi, cho nên xúc nó duyên do thọ, rồi cái thọ nó duyên cho tính tấn niệm định tuệ, chứ nó không có duyên cho phiền não nữa. Nhớ cái đó. Cho nên nó là trường hợp phải nhớ cho nên như vậy thì trí thấy trong bốn đế, trí thấy bốn đế trong duyên khởi nó gồm có 4 cấp độ khác nhau. Chứ đừng có nghĩ là mình học rồi xong rồi cái nghĩ mình với thánh tương đương thì cái đó không dám mà nha. Tại vì là ngài A-na-hàm cũng thấy bốn xin lỗi. Ở đây trung tâm này nó có bà con nào mà lớn tuổi á, nhớ lại tôi nha, cái này quan trọng nè. Mình sắp nói chuyện mình đừng có uống cái gì ngọt. Nãy tôi uống thuốc ngọt á, đơn giản nó bị cái cổ nó bị nghẹt. Nhưng mà cái này nó quan trọng. Bà con nào mà trên 60 á, nhớ cái này là sắp đi ngủ là sống chết gì cũng không được đụng cái đồ ngọt. Sống hay chết thì cũng phải né đồ ngọt, là bởi vì là sắp ngủ mà để đồ ngọt vô đó là chết oan đó nha. Rất là nhiều người chết oan cái vụ đó, là bởi vì đồ ngọt nó vô nó làm cho mình bị lên đàm đó. Cái này quan trọng lắm nha. Tôi không phải bác sĩ nhưng mà tôi biết chắc quý vị có thể kiểm chứng cái điều tôi nói, là chết oan, nhiều người chết oan là không phải là do ai đâm chém hết, cũng không phải là do bạo bệnh nan y tuyệt chứng, không phải mà là do
trước khi ngủ đó, cái nể đúng là tối, người lớn tuổi là tối không ăn uống gì đâu, nhưng mà cái nể đó, nể ra nó mở gì ngọt ngọt, ăn ngọt mở gì ngọt ngọt uống, mình nghĩ chút xíu không sao, mà không, cái ngày mà mình còn trẻ còn khỏe đó thì sao cũng được. Nhưng mà bắt đầu là có tuổi rồi, tôi nói 60 là có thể là trẻ đó, chỉ có người mà yếu đó thì phải dưới 60 đó, phải dưới 60 đó. Trước khi ngủ mà mình có cái gì ngọt vô trong cổ rồi đó là coi như là chết, nó thở không được nha, chết cái đó đó là mệt lắm. À, đúng, cái vụ mà uống trà mà ngắm trăng rồi ăn bánh trung thu đó là cái đó là chết, mà chết không kịp ngáp nha. Đại kỵ, tôi nhấn mạnh là sống hay chết cũng phải né đồ ngọt, không thà chết kiểu gì nhưng chết kiểu này, chết kiểu này rất là ẩu, rất là bậy. Cho nên là không bao giờ nể gì thì nể chỉ ngồi chơi thôi, chứ còn mà giọng đồ ngọt vô là chết. Ok, bây giờ tiếp theo là cái bài kinh cũng căn bản trí hả, căn bản trí thứ hai gồm 77 trí đó, gồm 77 trí. Ở đây 77 trí này là lấy là sao ta, là quan sát từng điều trong 11 duyên khởi hả, mà qua 77 cái gì, qua 7 khía cạnh đó. Cái này nè đó. Những căn bản trí thứ hai gồm 77 trí. Căn bản là sao, có nghĩa là nắm chứng được mấy cái này đó, là có tất cả. Có nghĩa là nếu mà đủ duyên làm ba la mật thì nắm chứng cái này đó là đủ để đắc quả a la hán. Mà tôi phải thêm là đủ duyên làm ba la mật nha. Nhưng mà ở đây là cả 44 hoặc 77 này thì hoàn toàn có thể là nền tảng để chứng quả a la hán. Nhớ cái đó. Và quả a la hán đây là cái gì? Là dầu là quả a la hán của vị chánh đẳng giác, độc giác hay thinh văn giác, chứ không phải tầm thường. 77 trí này có nghĩa là ở đây đó là 77 trí đây gồm là có nghĩa là quan sát từng điều trong 12 duyên khởi qua 7 khía cạnh. Làm sao? Đây, cái vấn đề đó nằm ở chỗ này. Đây, thứ nhất, một hay phải trí biết sanh do hữu mà có. Cái số 2, trí biết, xin lỗi. Đúng rồi, nhưng mà sửa lại chút thôi. Sửa lại. Già chết nè, trí biết. Các vị xóa đó giùm tôi đi, trí biết. Già chết hả? Do sanh mà có. Để tôi sửa lại chút xíu. Rồi cái số 2 đó là trí biết rằng không có sanh thì không có già chết. Cái số 3, trí biết rằng, xin lỗi các vị, alo các vị có nghe hay không, alo đi giùm tôi nha. Từ cái này bây giờ tính sao đây ta, lúc nghe lúc không, cái này cao siêu, lúc nghe lúc không. Ok, không mà có, trí biết kiếp này, rồi trí biết kiếp này nếu không có sanh thì không có già chết. Dạ rồi, đó là hai. Trí biết quá khứ, trí biết kiếp trước hả, già chết cũng do sanh mà có. Tôi biết chỗ này nó rất là khô khan, nhưng mà cứ cho tôi viết đi, viết xong tôi giảng cho này. Chỗ này là chỗ quan trọng vô cùng. Mà có trí biết không kiếp trước, không có sanh thì không có già chết. Đó, nhớ nha. Rồi, trí biết kiếp sau già chết
cũng do sanh mà có trí biết. Kiếp sau nếu không có sanh thì sẽ không có già chết. Thì về tổng cộng là 6 đúng không? À, rồi trí biết, sanh, già, chết đều là những hiện tượng vô thường, có rồi mất. Ở đây Đức Phật dùng 4 từ đồng nghĩa để diễn tả tam tướng của từng điều trong 11 duyên khởi. Đó, tả làm sao mà diễn tả làm sao? Diễn tả từng điều vậy. Một là khai giác thâm á, hai là quay giác thâm á, ba là vi ra giác thâm á, bốn là nirodha. Đó. Mà ở đây tôi xin các vị nhớ giùm một điều là cái chữ vi ra giác ở đây tuyệt đối. Chữ vi ra giác ở đây được định nghĩa là vi rất cho nát, là cái sự nhạt phai phù du, không có nghĩa là ly tham như chỗ khác. Đó, cái này phải nhấn mạnh cho đó. Thì bốn cái từ này nó đồng nghĩa nhau. Cái khái giác thâm á ở đây, thì khái giác ở đây nó có nghĩa là gì? Nó là cái sự chấm dứt. Mà cái chữ quay giá ở đây đó là cái sự tiêu tùng. Mà cái sự vi ra giá là băng hoại. Mà nirodha ở đây là sự kết thúc. Chỉ có gì tưởng tượng đi, tiêu tùng nè, rồi băng hoại nè, nhạt phai nè, kết thúc nè, thì coi như là the sen giống nhau y chang nha. Mà tôi nhắc lại 1 tỷ lần, chỉ vi ra giá khi mà nó đi chung với những cái từ ni nè, bốn ông này là một cặp gọi là bộ tứ đó, bộ tứ đó. Thì trong trường hợp đó là chữ vi ra giá nó không hề có nghĩa là ly tham, không hề nha, tôi la làng lên nha, không hề có chữ được nghĩa là sao. Và các ngài đã định nghĩa chữ vi ra giá định nghĩa là vi ra chân nát, người ta đã cho một cái chữ đó rồi. Mấy chữ là trong kinh chứ không phải là chữ của tôi bịa ra. Nhớ nhớ nha, cái này là trong chú giải, người ta giải thích cho mình nghe. Chứ còn cái chữ này mà hiểu là ly tha là chết dịch, không phải nha. Đây là vết chân ác là cái sự nhạt phai. Nhạt phai cái là hồi thì nó màu xanh, màu tím, màu đỏ, màu hồng rồi, rồi bây giờ nó mới mất tiêu rồi, nó phai mất rồi. Mà nói nhạt phai tôi mới nhớ có cái ông chủ tiệm đó, chủ tiệm tạp hóa đó. Ông mới kêu với ông họa sĩ tới, ông kêu chứ tôi cần vẽ một cái bản hiệu mà có hình con sư tử. Ông lấy bao nhiêu? Thì ông họa sĩ ông nói giá cả cũng hơi khó nói, là tại vì nếu mà vẽ con sư tử cột với sư tử thả thì cái giá nó khác nhau. Thì ông chủ tiệm hỏi cột chứ thả là sao? Ông nói nếu mà vẽ sư tử cột á thì nó đắt gấp đôi cái sư tử thả, còn vẽ sư tử thả thì nó cái giá một nửa thôi. Thì ông chủ nghe vậy ông nói bộ tôi khùng hay sao mà tôi phải lấy giá mắc, tôi lấy cái rẻ này là thứ hai, mà thứ hai nó sư tử là mình phải để cho nó tự nhiên. Cái sư tử cột là nhìn nó đâu có ngầu, nó đâu có phong, nó là chúa tể sơn lâm mà làm những cái chuyện sư tử cột là làm sao. Thôi vẽ sư tử thả đi, vừa quay phong mà vừa rẻ tiền nữa. Thì ông họa sĩ cũng nghe vậy thì thôi cũng vẽ tấm bản hiệu của hình sư tử ngầu lắm, tướng ngon lành lắm. Thì đâu có 2-3 ngày sau thì ông chủ tiệm cũng kêu phone cho ông họa sĩ, ông nói trời đất ơi, ông vẽ làm sao mà bây giờ tối nó mưa nó trôi mất cái con sư tử rồi. Thì cái ông họa sĩ nói thế này, ông nói bảo tôi hỏi ông rồi, vẽ sư tử cột hay là thả? Thì cột ở đây không phải là cột dây, mà cột đây có nghĩa là tôi sẽ xài cái sơn tốt, sơn này là coi như là waterproof, mà coi như là outdoor luôn, outdoor painting, dùng ở ngoài sân được nha. Mà cái đó hơi mắc. Còn cái sư tử thả có nghĩa là tôi xài cái loại sơn mà tàu lao rẻ tiền đó, thì mưa nắng dài chập là nó mất tiêu. Mà tôi hỏi ông mà ông lại khoái thả, thì bây giờ là sư tử mà thả thì nó đi mất. Sư tử mà thả thì nó đi mất chứ làm sao mà nó được. Đấy.
Là tôi còn nhớ như cũng đồng thời nữa là trong một cái phòng triển lãm tranh đó, thì nó có một bức tranh coi như vẽ một cái đồng cỏ mênh mông, mà cái chủ đề của bức tranh đó là bay bò trên thảo nguyên đó. Thì mà nói thì mình phải nhấn mạnh là nó bảy cỏ, chứ thật ra đó là lấy sơn mà sơn màu xấu nhất, màu xám hậu quẹt sơ vậy đó, rồi đặt cái tên là đàn bò trên thảo nguyên. Thì khách tham quan mới hỏi ông quả sĩ gì chứ thảo nguyên mà sao không thấy cỏ mà thấy đất không à, rồi đàn bò cũng không thấy đâu hết. Thì ông nói nó là bò nó ăn hết cỏ thì nó đi ở nó làm cái gì, cho nên nó là ở đây là cái chủ đề mà coi như là đàn bò trên thảo nguyên, bên trên thảo nguyên là rất là đúng chứ không sai. Vì đàn bò trên thảo nguyên đúng là lúc đầu nó có thiệt, nhưng mà nó ăn hết rồi thì nó đi chứ đã làm cái gì, cho nên là nó chỉ còn là đất thôi. Cho nên từ đó nó mới ra một cái câu đố, đó là một bầy chim sáu con đậu trên cành mà bị bắn hai con thì còn lại mấy con. Thì thông thường mình sẽ trả lời là bốn con, 6 - 4, thật ra sai. Bởi vì khi bắn là kia nó bay sạch, thế có con nhỏ đó đâu mà còn 4 - 3. Cho nên các pháp hữu vi được gọi là Virachana. Virachana có nghĩa là sự nhạt phai. Đó, sự nhạt phai đều là những con sư tử thả hết. Đấy, thấy nó vậy đó, nhưng mà rồi nó sẽ bỏ mình nó đi, hoặc là mình bỏ nó, hoặc là nó bỏ mình. Đấy, hoặc là mình chán nó có nhiều trường hợp. Thí dụ như là người như một món đồ đi, một là nó bị hư cũng là cách nó bỏ mình, còn hai là mình không thích nó nữa thì cũng là cái cách mà mình lìa xa nó. Dạ, mình không thích nó nữa. Hoặc là một người thân của mình, một là mình chết thì mình cũng xa họ rồi, họ chết thì mình cũng xa họ rồi, nhưng mà nếu đó là bà xã của mình hoặc ông xã của mình thì mình chán họ, đó cũng là một cách xa nhau rồi đó, cũng là một cách xa nhau rồi đó. Dạ, chán thì phải, thì sao phải ly dị. Dạ, một là người ta chết mình cũng xa nhau, hai là mình chết thì hai đứa cũng xa nhau, và mình chán nhau thì mình sẽ bỏ nhau, và như vậy cũng có nghĩa là mình đã mất nhau. Cho nên đại pháp hữu vi thì nó có nhiều cái cách để mà nó ra đi, để mà nó đổi nó lìa bỏ mình. Cho nên ở đây đó, nếu mà ngày dạy một điều rất là lý thú, đó là vạn hữu ở đời do duyên mà có. Đối với người đại căn nghe vậy là họ đã lạnh sinh sống, họ chán rồi, do duyên mà có, và đã có rồi thì phải mất. Mà cái công thức này bà con còn nhớ hay không ta? Hai cái này cái bà con còn nhớ, tôi nói hoài với tụi. Một là vạn hữu do duyên mà có, và thứ hai đã có rồi thì giá nào cũng phải mất, vấn đề là thời gian sớm hay muộn, chống chày nhanh chậm mà thôi. Chứ giá nào cũng phải mất đi, vạn hữu do duyên mà có và đã có rồi thì phải mất. Và những gì mà ta thấy thích, thấy ghét, thấy thương hay là thấy sợ, thấy chán, thì tất cả những cái đó nó chỉ là hiện tượng nhất thời, rồi thì hoặc nó bỏ ta hoặc ta bỏ nó mà đi. Đức Phật dạy cho mình cái sự thật này không phải để cho mình chán đời, mà để cho mình được thanh thản khi mà đối diện với đời sống. Và rốt ráo hơn nữa là thanh đãi không có chữa đủ, mà còn phải thêm cái đó là không còn tiếp tục thích và ghét nữa. Và ở đây tôi cũng phải nói thêm là có nhiều người trong room chắc cũng đang che miệng cười thầm, nói rằng ổng nói như vậy mà không biết ổng có làm được hay không. Thì tôi xin nói với các người nghe một chuyện ha. Người ta có cùi đuôi sức mẻ gì thì chuyện của người ta. Mà nếu mình thấy mình đang đói mà người ta đưa mình một cái miếng ăn ngon mà mình thấy đó là ăn được thì mình ăn, chứ mình đừng đi tìm hiểu cái thanh thế của người ta làm chi. Bà con không tin thì thử đi, đưa cho tôi một chiếc nhẫn cara, một chiếc nhẫn mà 8 cara hả, mà bàn tay quý vị sạch hay dơ gì thì tôi vẫn lấy. Quý đi, đó là một cái vật cần thiết thì ai đưa mình cũng lấy, chứ đừng có ngồi mà phân tích ra là cái ông này đầu tư ông ra làm sao. Vấn đề là ông nói cái gì và cái đó mình có chấp nhận được hay không nha. Làm ơn thông minh như nó dựng chút nha. Mình hơn 18 tuổi rồi, mình không có khùng điên lú lẫn, không xe rượu, thì có nghĩa là mình có khả năng làm chuyện này.
Thế nên là cái điều mà người ta trao cho mình á, mình thấy nhận được thì mình nhận, chứ mình đừng đi tìm hiểu. Năm nay tôi 46 tuổi, đêm hôm qua tôi cạo tóc, tóc bạc nhiều lắm rồi. Và trong mấy chục năm đó tôi nhớ có một điều mà tôi chưa bao giờ làm. Đó là tôi chưa bao giờ mà tôi đi tìm hiểu cái đời tư của cái ông taxi trả tôi. Chưa bao giờ tôi làm chuyện đó. Trong 46 năm cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi đi tìm hiểu đời tư của ông bác sĩ trị bệnh cho tôi. Tôi chưa bao giờ tìm hiểu đời tư của ông nha sĩ nhổ răng tôi. Tôi chưa bao giờ tìm hiểu đời tư của mấy người bán hàng mà tôi mua ở ngoài đường. Tôi chưa bao giờ đi tìm hiểu những cái đời tư của mấy người đó. Tôi chưa bao giờ, tôi thề đọc là tôi chưa bao giờ đi tìm hiểu đời tư của những người đó. Chưa bao giờ. Từ ông tài xế taxi, tài xế xe bus, người lái tàu lửa, phi công lái máy bay, rồi cái bà bán hàng rong bên đường tôi mua cái bà trái cốc trái xoài, hay là mua cây kim cũng chỉ tôi thề đọc với bà con, tôi chưa bao giờ mà tôi làm cái chuyện đó. Cái chuyện mà sầm xì rồi đi cửa sau, đi băng, đi bóng, đi trong đêm để mà đi tìm hiểu tò mò ở đời tư của cái bà mà sáng mình mua mà cái khúc bánh mì với chai nước, những cái đời bà làm sao, bà còn phải là người đàn bà chỉnh chuyên hay lăn loạn tặc nết, bà năm nay bao nhiêu tuổi, bà là người gốc xứ nào mà bà bây giờ chồng bỏ hay là vẫn là sắp bỏ chồng có con hay là không có con, tôi chưa bao giờ tìm hiểu cái đó. À mà cái vấn đề là tôi cần khúc bánh mì và bà có bánh mì bà bán cho tôi, thế là tôi đưa tiền cho bà và bà đưa bánh mì cho tôi, hết tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Tôi nhớ Minh Tàu ấy có một cái dịch giả không phải người Tàu, đó là ngày Kumala Thập. Ngài gì mà là một trong bốn vị đại dịch giả của Trung Quốc, của Hán Tạng, là An Thế Cao, là Kumala Thập và Huyền Trang ha. Rồi ngài Nghĩa Tĩnh thì coi như là ngài là vua quý ngài lắm, thỉnh ngài vô cùng thuyết pháp. Mà nó có điều đặc biệt thế này là ngày xưa đó họ coi cái họ coi mấy cái người phụ nữ mà nghèo á, nó giống như một món đồ vậy đó, tàn nhẫn lắm quý vị. Cười biết có lần đó là Tô Đông Pha mà cũng sắp đi xa đó, là bạn bè nó tới để mà tiễn ông, thì người ta có tặng một con ngựa quý, con ngựa quý lắm. Thì ông mới nói thế này, thôi bây giờ ông tặng tôi con ngựa, tôi không có gì để tôi đền đáp, tôi tặng lại cô, tặng cho ông cái cô người hầu của tôi. Con nhỏ này đẹp, người đẹp nết, ngoan ngoãn, biết chuyện, biết điều lắm, ý tứ sâu sắc lắm. Thì cái cô này cũng buồn của nó, mình thương ông, mình quý ông, đành rằng mình là nô lệ mà ông đang đổi ngang cái con ngựa, cũng buồn, cô đập đầu vô đá cũng chết. Để chuyện nó có hay không mình không biết, nhưng mà nó phản ánh một sự thật của xã hội ngày xưa là họ coi con ngựa nó ngang với con thú vậy đó. Thì ông Kumala Thập này ông thuyết pháp hay lắm, mà cứ vua, cứ mỗi lần vua mà hoặc là mấy ông quan lớn mà mời ông thuyết pháp thì lâu lâu người ta tặng ông cô hầu thiếp để về quét chùa. À, quét chùa rồi nấu cháo rồi nấu thuốc cho thầy vậy đó. Mà cứ ông tổng cộng là ông có 13 cô như vậy, mình nghe mắt ham luôn, dịch kinh thuyết pháp mà được như vậy đó. Thì dĩ nhiên cái này là cái truyền thuyết thôi. Thì có người họ biết được cái chuyện đó, họ mới nói sầm sì. Mỗi lần ông vô cung thuyết pháp thì ta sầm sì với nó, ông thầy gì đâu mà ông chùa toàn gái cái đẹp không mà, rồi người vậy sao thuyết pháp nè. Thì ông nghe sầm sì rồi một lát sau ông vẫn giảng kinh bình thường, nhưng mà một lát sau cái ông mới thấy trước mặt ông có cái bình hoa mà cắm cái con sen ấy. Ông mới rút trong đó ra một nhánh sen, ông hỏi bà con vì cái sen này nó mọc ở đâu vậy, thì nó đâu, nó có cái này, nó mọc từ đâu ra. À, thì bà con nó tự sình ra. Thì ông Kumala Thập ông nói, ủa từ sình mà tại sao đem bỏ lên đây? Thì người ta mới cười ồ lên, người ta nói sình là sình nhưng mà sen là sen. À, thì ông nói cảm ơn cô, bà con có quyền coi tôi là sình cũng được nhé, nhưng mà nếu thấy điều tôi nói là sen thì hãy trân trọng để nó vào bình nhé. Nghe kịp không? Chứ còn mà mình không thể lẫn lộn, không thể lẫn lộn sen với sình rồi cái mình, mà cái đó rất là bậy. Bởi vì nếu mà quả thật mình đi nghe đạo mà mình cứ chăm chăm vào cái đời tư của cái ông giảng sư đó, thì tôi nói thiệt quý vị chết nhăn răng có ngàn. Bởi vì thí dụ như tôi dốt mà tôi khéo, một là tôi khéo che đậy,
hai là quả thật là tôi là người đức hạnh nhưng mà tôi dốt, thì quý vị tưởng tượng đi, cái người một là người dốt họ không có gì họ nói cho mình nghe hết, hai là cái người mà giả dối như vậy họ cũng không có gì để cho mình nghe hết. Mà cái quan trọng không phải nằm ở chỗ đó, quan trọng là cái người ta có cái gì cho mình nghe hay không, còn cái chuyện gì của người ta là chuyện của người ta. Mà tại sao tôi phải đi xa như vậy, là bởi vì tự nhiên tôi cũng có cái nhọt chứ, bởi tôi đang giảng cái duyên khởi mà, thì tôi đang giảng trong cái vai trò vừa là giảng sư mà vừa giống như một cái người dạy thiền cho quý vị vậy đó. Bởi vì phải nói rằng là trí tuệ bốn đế đó, trong duyên khởi đó, trí tuệ thấy bốn khía cạnh của tứ đế đó, trong duyên khởi đó, là nó phải gồm có bốn cái trình độ. Một là cái trí nó đến từ cái mình nghe, gọi là suốt tâm ra bài nhạc. Rồi cái trường hợp thứ hai nó đến từ cái công phu tu tập thiền quán, quan sát và quán chiếu mỗi ngày, gọi là sammasana nhà đấy. Rồi cái thứ ba đó là cái trí tuệ thấy rõ bốn đế trong 12 duyên khởi bằng cái giây phút chứng ngộ, gọi là phát thiếu vi tới nhà đó. Rồi cái thứ tư gọi là cái trí tuệ phản kháng, tức là cái trí nhìn lại những gì mình đã chứng ngộ, những gì mình đã đoạn trừ và những gì còn dư sót, thì trường hợp đó được gọi là Pachavekkhana đó, là trí phản kháng. Để khi nói như vậy mình cũng nghĩ trong bụng, cũng tội nghiệp một số người nghe đạo nhưng mà cái lòng còn nặng nề, thì cái điều thiệt thòi là mình thôi, bởi vì không có gì nó khổ cho bằng là mình cứ ôm mình thích rồi mai này mà chỉ là tôi đã thấy rồi, chê ông thầy này cái bộ không có hạnh, ông thầy kia không có giới, rồi cuối cùng về ôm chân một ông liêm diêm mà dốt đặt, tức là chữ nghĩa ông đại la me nữa, rồi cuối cùng đi theo thờ một ông thầy như vậy trong suốt 40 năm, ông dốt mình cũng dốt luôn, rồi trên cái giường hấp hối mới nhớ lại tiếc là ngày xưa tại sao không học đạo, kể cha ông tu bê bối mà có cái ông dạy như mình. Còn giờ ôm chân ông này thì nghe thì nhìn thì đã thiệt á, nhưng mà không có gì để nghe. Cho nên anh cho tôi nhớ, tôi cứ viết ở đâu đó một cái câu đó là ở đối với tăng ni mà có hạnh mà không có kiến thức ấy, thì mình nên nhìn mà không cần nghe họ, mà đối với tăng ni có kiến thức mà không có hạnh á thì mình nghe họ mà đừng có nhìn họ nha. Còn đối với tăng ni mà không có cái gì để mình nghe mình nhìn hết rồi thì mình đi lâu cái mắt gì mà mình phải hỏi tôi phải làm gì. Cần gì, nếu mà có phải làm gì đó thì chỉ có một cái thôi, thì cho nó ăn rồi xong, cho bao gạo rồi xong, tự sanh tự diệt, đó là cái việc duy nhất phải làm đối với tăng ni mà không có gì để mình nhìn, mà không có gì để mình nghe đó, thì cho bao gạo xong. Ok, như vậy là 7 khía cạnh mà nhân cho 11 7 khía cạnh mà nhân cho 11 duyên khởi thì thành ra là bao nhiêu ta? Có đúng là 77 không? Cái vị nhân này có phải không? 7 khía cạnh, tôi nhắc lại, có đúng hay không mà cứ tại bây giờ nhìn nè, bây giờ ôm mình cho nhớ nha. 1. Trí biết rõ kiếp này sanh nó do già chết do sanh mà có, rồi phải trí biết rằng nếu kiếp này mà nếu đầu đời mà mình không có sanh á thì làm gì mà có già chết sau này. Rồi kiếp trước cũng vậy, kiếp trước cũng do có sanh mà có già chết, già chết do sanh mà có. Mà tại sao phải suy mới, nếu mà mình chỉ đọc thôi mình không có học giáo lý thì mình thấy cái này nó hơi lẫn quẩn ha. Nhưng mà thật ra là đây là trí quán duyên khởi trên hai chiều thuận nghịch đó, cái vấn đề nó quan trọng là chỗ đó. Trí quán duyên khởi trên hai chiều thuận nghịch chứ không phải là giống nhau đâu, đừng tưởng giống nhau. Điều thứ nhất là thấy rõ là kiếp này nè, mà nếu không có sanh thì sau này mình làm gì có già chết, cực lỡ lúc cuối đời. Không có cái sự sanh ra lúc đầu đời thì làm gì có cái già chết lúc cuối đời. Và cái thứ hai nữa là do có sanh nên mới có già chết. Hai cái trí này nó nối tiếp nhau, nó dính liền, nó không có rời nhau. Do có cái này, có cái kia. Một cái trí đó là do một cái trí là thấy theo chiều thuận, và trí thấy chiều nghịch. Thấy chiều thuận là sao?
sanh á, thì chịu hưởng là già chết do sanh mà có, đó là duyên khởi thể chịu thuận. Nếu không có sanh thì không có già chết, đây là duyên khởi thể chịu nghịch. Tôi để chắc tôi phải ghi ra, thấy theo chiều thuận là thấy rằng già chết do sanh mà có, thấy chiều nghịch là thấy nếu không có sanh thì không có già chết. Chính cái thấy thứ hai này là nó mới kích động mình dữ dội. Cái thấy thứ nhất là thấy để mà biết, nhưng mà cái thấy thứ hai đó là để mình tu. Cái thấy thứ nhất là mình biết là già chết do sanh mà có. Rồi cái thứ hai, nếu không có sanh thì không có già chết. Rồi tiếp tục đi nữa. Sanh do cái gì mà có? Sanh do hữu mà có. Nếu không có hữu thì không có sanh. Thì cái thứ nhất mình thấy không, nếu mà không có hữu tức là không có thiện ác đó, à, nghiệp hữu. Nếu không có nghiệp hữu thì làm gì có sanh hữu. Mà nếu không có sanh hữu thì làm gì có sanh. Mà nếu không có sanh thì làm gì có lão tử. Nghe. Cho nên ở đây cái thứ nhất là mình quán để mình biết rõ. Cái sanh này nè là nó do nghiệp thiện ác mà có. Đó là quan sát để biết. Nhưng mà cái thứ hai là quan sát để tu nè. Nếu không có nghiệp hữu thì cũng không có sanh. Rồi quán ngược lên nữa. Do hai hữu này, giờ tôi ngưng lại chút nha. Tôi hỏi thiệt, những người học trong kinh này nghe để mà ngủ hay là nghe để mà học? Nếu mà nghe để ngủ á, ha, thì tôi hết lời ha. Còn nếu mà nghe để học thì tôi hỏi quý vị có nhớ cái chi pháp của hai duyên khởi hay không? Chứ tôi cấm đầu tôi giảng mà quý vị hiện giờ trong đúng, tôi đang nghi ngờ là không biết trong đúng được có bao nhiêu người nhớ được chi pháp của 12 duyên khởi. Thì tôi đang, khi tôi nói tôi đã giải thích chi pháp 350.000 lần, bây giờ tôi không có giải thích nữa. Hữu là cái gì tôi không có nói nữa nha. Tôi nhắc lại tôi không có nhắc lại nữa, tôi quá mệt rồi, tôi già rồi nha. Tôi chỉ nhắc cái tên thôi. Thì hành giả thấy rằng là hai hữu này nó do tứ thủ mà có, đó là thấy theo chiều thuận. Nếu không có tứ thủ thì không có hai hữu. Đó, cái quan trọng cho đó. Nếu không có tứ thủ thì không có hai hữu. Khi mà hành giả quan sát cái này nè, là hành giả nhìn nhân mà thấy quả. Quan sát theo cách này, phải hành giả nhìn nhân thấy quả, mà nhìn quả thấy nhân. Không biết mình nói gì hiểu không ta? Quan sát theo cách này, hành giả nhìn nhân thấy quả, mà nhìn quả thấy nhân. Có nghĩa là sao? Thấy rằng á, chính cái thích này nè, bây giờ tôi đang thích, bây giờ tôi đang nhìn cái hoa tôi thích quá đi, thì ngay lúc tôi nhớ liền tôi nói, ái ái này nè, hãy còn có ái thì nó sẽ sanh ra thủ, mà hãy nếu không có ái thì không có thủ. Các vị nghe kịp không? Ái này sẽ sanh ra thủ, mà nếu không có ái đó thì sẽ không có thủ. Ngay cái lúc mà tôi nhìn cái gì tôi thích rồi tôi nhớ liền rồi đó, được gọi là đang quan sát 12 duyên khởi. Nhớ như vậy tức là biết rõ là thọ, biết rõ là ái từ thọ mà có, nếu không có thọ thì không có ái. Như vậy mình tu chỗ nào? Xin thưa, trước đây cái gì mình thích thì mình nhào vô. Bây giờ mình đã có tu rồi thì không phải cái nào thích mình cũng thọ đầu vô, thì cái đó gọi là tu thọ chứ còn gì nữa. Trước đây tôi phải nhìn cái bộ bài tôi mới vui, trước đây tôi phải nhìn cái chai rượu tôi mới vui, trước đây tôi phải nhìn phụ nữ đẹp tôi mới vui, trước đây tôi phải đi câu cá săn bắn tôi mới vui, thấy cái cần câu, thấy cái cây súng săn tôi mới vui. Nghe kịp không? Tôi nhìn thấy đó tôi mới vui, mà từ cái vui đó nó mới nảy ra vô số chuyện khác. Nhưng bây giờ tôi thấy cái vui mà trong cái chai, cái vui mà trước cái chai rượu, cái vui mà trước phụ nữ xa lạ, phụ nữ phấn son lè lẹt lẳng lơ, cái vui mà trước bộ bài,
cái vui mà trước cái súng săn, cái vui mà trước cái cần câu, những cái vui này không nên có. Tức các vị có nghe kịp không? Đó được gọi là tu thọ, tu như vậy đó. Tức là ngày xưa cái thọ nó dắt mình đi, còn bây giờ thì không. Bây giờ là mình chỉ quan sát đứa nào thò đầu vô thì mình nhận ra mặt nó liền. Chứ còn mình không có đi nuôi dưỡng nó, không có đi kiếm tìm nó như ngày xưa nữa. Tu thọ như vậy thì tu xúc cũng y chang như vậy. Ngày xưa mình thích cái gì thì mình tìm tới cái đó. Còn bây giờ thì mình chỉ còn mình quan sát coi những cái nó đang xảy ra thôi. Chứ mình không có đi tìm như ngày xưa nữa. Thì đó được gọi là tu xúc. Nhưng nói gì có hiểu không? Cứ là mình chỉ quan sát nó thôi. Còn ngày xưa mình đi tìm. Thế như mình sợ, bây giờ tôi ví dụ như cuối tuần nè. Cuối tuần mà ở nhà thì mình buồn quá đi. Bắt đầu phải đi kiếm cái gì đó để làm. Thì cái đi kiếm đó đó, tôi hoàn toàn có thể nói là tôi đi kiếm xúc. Có đúng không? Tôi nói tôi đi kiếm thọ, có đúng không? Đúng chứ. Tuyệt đối không có sai. Tuyệt đối. Tuyệt đối không sai. Bây giờ tôi đi. Bây giờ tôi giảng xong tôi đi câu cá nè. Đó. Tôi giảng xong tôi đi câu cá. Bây giờ giảng xong là tôi ghé quán bar nè. Giảng xong là bắt đầu tôi đi nhậu nè. Giảng xong đi săn bắn nè. Giảng xong tôi đi đánh bài nè. Thì rõ ràng cái đó là tôi đang đi kiếm thọ đó chứ. Nhưng mà không, hành giả nói riêng và người tu nói chung không có đi kiếm mà cứ sinh hoạt lành mạnh và quan sát cái gì nó đang xảy đến, chứ không có tìm kiếm đầu tư và nuôi dưỡng các thọ như ý mình thích nữa. Để nói có hiểu không? Đấy khổ vậy đó. Tại giảng mà không có thấy mặt, giảng mà không có thấy mặt giống như mình giảng trong cái phòng giống người đó. Ok, cho nên nó là do làm vậy đó. Cho nên hành giả đây làm giả thấy rõ hai điều. Điều thứ nhất là cái này do cái kia mà có. Rồi thứ hai, không có cái kia thì không có cái này. Mà tại sao phải chia hai? Vì phải chia hai như vậy mình mới có được hai cái trí. Thứ nhất là thấy để mà biết bản chất của nó là gì. Và ta phải ghi rõ, thấy để biết bản chất thật sự của nó là gì, ở đâu nó đến. Cái thấy thứ hai là để biết mình phải làm gì. Đó, tức nghĩa là bảy trí ha. Bây giờ cái trí thứ nhất nè. Trí thứ nhất A do B mà có. Mình phải biết cái này để làm chi? Để mình thấy rõ cái bản chất thật sự của A là cái gì, ở đâu nó đến. Với cái người đủ duyên đó, làm chỉ riêng cái trí này là nó đắc quả cái rẹt rồi. Nhưng mà nếu mà mình còn khoái, mình muốn đi dài làm thêm cái thứ hai nữa. Thứ nhất là A đó do B mà có. Rồi cái thứ hai nè, bây giờ nếu không có B thì không có A. Như vậy thì cái biết thứ hai này nó mới do mình biết là mình phải làm gì. Thì mình đã biết rồi. Từ cái biết thứ nhất nè, A do B mà có. Bây giờ nếu không có B thì làm gì có A. Như vậy thì cái biết thứ hai này là để mình biết mình phải làm gì đối với B. Cho nên hai cái trí này nó quan trọng. Rồi đó là hiện tại rồi, vừa quá khứ tương lai cũng y chang như vậy. Tức là mình nhìn quán ba đời, gọi là quán tam thế như khởi ha. Mình thấy thì ra xưa nay sao thì nay vậy, mà nay sao thì xưa vậy. Có sáu trí để biết rằng nay sao thì xưa vậy ha? Mà xưa sao thì sau này cũng vậy. Đó, các vị thấy đủ ba đời chưa? Trí biết rằng nay có nghĩa là hiện tại, nay sao thì xưa là gì ta? Xưa là quá khứ. Bàn mẹ tôi nói chỉ, nếu mà đắc quả mình phải có 8 cái thổi nha. Người ta bên Bắc Tông thì Quan Âm Bắc Tông là ngàn tay, chứ tôi nghĩ phải có ngàn phổi tốt hơn ngàn tay. Ngàn phổi nói nó mới đã, chứ còn cái ngàn tay thì nhìn giống bạch tuộc quá. Ok,
có sáu trí để biết rằng xưa nay sao thì xưa vậy, nay là hiện tại mà xưa là quá khứ, mà xưa sao thì sau này cũng vậy, xưa là quá khứ mà sau này là tương lai. Như vậy thì trí trong duyên khởi quá khứ có hai, trong hiện tại cũng hai, vị lai cũng hai, cộng lại là sáu. Trí thứ bảy là biết rõ ràng cái gì cũng vô thường. Đó, tức là trí thứ bảy là thấy sao? Thấy là do cái này có mới có cái kia. Đó, rồi không có cái kia, do cái này có là do có cái kia, mà không có cái kia thì không có cái này. Đó là hai. Rồi cái thứ ba là cả hai a b, cả hai cái này và cái kia đều vô thường. Các vị có nhớ không, trong từng chi duyên khởi đó cứ làm vậy đó, do có cái này mới có cái kia, không có cái kia thì không có cái này, mà cả cái này lẫn cái kia đều là vô thường. Đó, quá khứ hai, hiện tại hai, tương lai hai là sáu. Rồi cái thứ bảy là cái gì cũng vô thường. Đó, rồi cứ như vậy lấy bảy này mà nhân cho, cứ vậy lấy bảy khía cạnh này nhân với 12 duyên khởi thì nó bằng 77, gọi là nền tảng của trí tuệ giác ngộ, gọi là đó. Vậy đó, nhớ cái đó, nhớ như vậy đó, đọc duyên khởi học như vậy thì nó mới sâu. Cứ làm gì cũng nhớ là mình nhìn mình thích cái gì mình nhớ liền. Do có cái này là ái nè, cái này là ái nha. Do có ái sẽ ra thủ, mà hệ thủ thì nó sẽ ra hữu, mà hữu ra xâm, mà xâm thì nó ra là lão bệnh tử sầu bi khổ u não. Mình là mình buổi đầu mình như con két vậy đó, nhưng mà lâu ngày đó nó quen, phải nhớ cái đó, lâu ngày nó quen. Cũng giống như hồi nhỏ mình học trung học á, thì mình biết là chất này chất kia, carbonic rồi hydrogen rồi oxygen, nitơ, mình học cái nó học cho biết vậy thôi. Nhưng mà về lâu về dài khi mình lớn lên á, thì mình biết rõ hơn nữa. Thí dụ như mình có cái tật là hễ trời lạnh là một, sợ ma là hai, sợ ồn là ba, là mình hay trùm đầu, mình hay trùm đầu. Nhưng mà bây giờ đó mình biết rồi, ngủ mà trùm đầu là không có tốt, là vì sao? Là vì mình hít vô là oxygen, mà mình thở ra là carbonic. Mà bây giờ mình trùm đầu như vậy đó, là mình thở ra cái gì thì mình hít ngược vô cái đó, thì làm sao mà giấc ngủ đâu có mệt được hả? Thì lúc bây giờ đó, cái biết của mình về cái oxy và cái carbonic lúc này nè, nó mới là xài được. Còn cái hồi xưa mình học trong lớp thì cũng nhỏ xíu, mình học cho biết rồi chứ không có xài. Được chưa ha? Các vị vào internet, các vị đánh cho tôi cái chữ là những loại cây nên trồng và không nên trồng trong nhà. Cứ đánh như vậy, đánh bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng gì kệ quý vị ha. Đánh bằng tiếng gì quý vị biết. Những loại cây nên và không nên trồng trong nhà vì sao? Có những loại cây đó là hầu hết các loại cây là ban đêm nó thải ra cái chất carbonic. Ban ngày đó thì nó nhả ra oxy, nhưng ban đêm nó nhả ra cái carbonic không có tốt cho mình, cái tháng khí. Nhưng nó có những loại cây nó có những cây như là cái dây đồng tiền, hay là cái cây lưỡi cọp, hay là cây phát tài đó. Thì ba cái cây này đó thì nó lại đặc biệt, nó lại nhả ra cái oxygen cho mình vào ban đêm, nó lọc không khí rất là tốt. Chưa hết đâu, các vị có biết rằng nó có những loại cây mà nó hấp thụ độc tố rất là tốt. Thí dụ như cái cây hướng dương sunflower, cái cây này đó là nó hấp thụ cái chất gì đó phóng xạ đó rất mạnh,
cho nên nó là những cái vùng đất mà người ta nghi ngờ hoặc là biết rõ là nó có cái bị nhiễm phóng xạ đó, thì người ta mới trồng thật là nhiều cái cây này. Cái cây này thì không phải là trồng mà hết liền đâu, nó phải vài chục năm nó hấp thụ từ từ rồi nó... mà những cái biết này ở đâu nó ra, là hồi nhỏ mình học mà mình không có xài, rồi từ từ mình mới lớn lên là mình mới đụng chuyện, là mình mới móc ra, mình sẽ nghĩa hay lắm. Kiến thức thật sự chính là những gì ta học rồi quên mất. Khi có chuyện dùng thì tự nhiên nhớ ra. Đó, cái này mới là thật là kiến thức. Kiến thức thật sự chính là những gì ta học rồi quên mất. Khi có chuyện dùng thì tự nhiên nhớ ra. Thì cái đó mới là của mình. Còn cái thứ mà học rồi lao xong xuôi rồi đụng chuyện không biết lấy ra xài, thì cái đó nó chỉ là mới đồ ve chai thôi nha. Cái đồ ve chai. Mà cái kiến thức thật sự đó là mình phải quên mất làm gì. Mình phải quên, cứ nghĩa là không phải là tôi xuống thì quên, nhưng mà cái sự thật nó là mình không có nhớ. Bình thường mình không có cơ hội để mà nó bật ra. Thì Phật pháp cũng vậy, cứ học một lúc rồi nó thấm, một lúc rồi mình không có ngờ. Thí dụ như tự nhiên lúc mình nào đó mình đang đi kinh hành thế này, rồi mình không cần cái thiền viện, ở nhà mình đang ở nhà thì mình thích cái gì đó, mình thấy lạ, ái sanh ra thủ, thủ sanh hữu, hữu duyên sanh, mà sanh duyên lão tử, mình cứ nhớ như con nít vậy đó. Nhưng mà lâu ngày nó quen, lâu ngày nó quen thì cái trí lúc đầu được gọi là xuất tam bì ba nhà, hoặc là xuất tam bì ba nhà đó, có nghĩa là cái trí do học mà có. Rồi từ từ á, khi mình đi hành thiền nó mới lên cái trí thứ hai đó, gọi là xâm á, sanh nhà nó là trí do tu tuệ quán mà có, do tu tứ niệm xứ mà có, trí do quan sát chiêm nghiệm bằng cái chánh niệm tỉnh giác mà có. À, còn hai cái trí sao thì tôi không có dám hứa là, bởi vì hai cái trí sao ghê quá, trí gọi là bắt chí vi đó nha, nó trí do chính ngộ mà có, trí do thánh nhân phản kháng mà có, thì cái này chắc là kiếp sau rồi nha. Cho nên là tôi nhớ tôi có đặt cái tên cho mấy cái tâm ở trong bản niêu á, cái tâm thiện đó là cái như là cái tâm tôi đặt cái tên là đầu hôm sớm mai. Còn cái tên 12 tôi bất thiện tôi đặt cái tên là ngày dài tháng rộng, hoặc là tôi đặt cái tên là người tình trăm năm. 12 bất thiện tôi đặt tên là người tình trăm năm. Mà riêng về cái tâm mà đáo đại đó thì tôi đặt là tình thiên thu. Tình thiên thu. Còn cái tâm siêu thế là ngàn thu vĩnh biệt, là bởi vì mấy cái tâm này đừng hồng mà có ha. Mà đặc biệt là cái tâm 12 bất thiện đặt tên là người tình trăm năm, có nghĩa là nó theo mình xuống mùa thu luôn. Theo xuống mùa thu. Còn mà có như là ba cái tâm đáo đại, cái tâm siêu thế là học cho vui thôi nha, học cho vui. Chứ còn đừng hồng mà đụng tới mình như cái tu mà như con dâu như vậy, mà nó làm sao mà đắc nổi sơ thì vậy đó. Mà có một số bà con mình rồi nó cứ nó tào lao mà có bằng cấp luôn, đi qua Miến Điện sao không biết đi về đó, tự nhiên cái tin là đắc thiền. Đặc thiền tôi cho phép tôi giấu tên một vị tôn túc ở đồng nước nha. Vì nó khoe cái thiền viện ở bên Cát Lái đó, vì nó nói là ở đây đó là tứ thiền là cái chuyện trả bằng tay thôi. Mà tôi nghe tôi muốn khóc luôn, là bởi vì á là sơ thiền là gì, là phải lìa bỏ năm dục. Mà lìa năm dục đó, nó mới là một thôi, một trong năm triền thôi. Cái năm triền cái trong cái năm triền cái đầu tiên đó là tham dục, cái dục, cái thích ở trong năm dục. Mà trong khi cái muốn đắc sơ thiền phải bỏ năm, mà có năm bỏ năm rồi bỏ năm triền, mà có năm chi, năm chi thiền, năm của năm triền với cái là bỏ dục đó, là mình đã bỏ nổi chưa hả? Đâu phải dễ. Đang đi mà nghe cán năm style là đã nhảy dựng lên rồi hả? Đang đi mà nghe là nhạc trẻ là đã nhảy dựng lên. Đang đi mà nghe chuối chiên, chuối nướng là đã chết. Đang đi mà đường mà nghe mực nướng, bánh xèo là đã chết rồi nha. Bao nhiêu bà con mình ở đây nha. Mà thử hỏi gì chứ bây giờ đó, mà bây giờ nó đặt sơ thì là đặt cái nỗi gì. Mà bây giờ đã vậy còn nói ở đây sơ thì tứ thì là chuyện nhỏ. Mà tôi biết đó, nếu mà thật sự tôi đặt tứ thiền thì họ không còn muốn nói nữa. Họ không còn, không phải là họ câm, nhưng mà họ không còn muốn khoe. Bởi vì cái thế giới họ nó quá đã đời rồi, họ không muốn tiêu phí một giây nào, mà họ chỉ muốn chìm sâu vào trong đó.
trừ phi là cái chuyện gì đó cần kiếp sinh tử phải làm thì họ làm. Chứ cái an lạc của một cái người mà đặt tướng thiện nó dễ sợ lắm, nó dễ sợ lắm, nó an lạc đến mức mà người ta có thể nhấc bổng cái thân người người ta được. Mà thần thông đó, thần thông là phải có từ cái người đặt đặt ngũ thiền hoặc là tứ thiền mới tận kinh đó, là ngũ thiền nó đi đàm nha. Thì khả năng người ta đến mức như vậy, an lạc như vậy rồi thì nó phải dễ. Người bị mỗi người bị chỉ sơ thiền thôi, thì cái đầu tiên tôi chỉ hỏi cho tôi hỏi một câu thôi, là anh nói anh đã sơ thiền thì tôi hỏi năm dục của anh thật sự anh đã chán hẳn chưa, à anh chán hẳn chưa. Đừng có tưởng dễ, mà có nhiều khi mình tự gạt mình cứ tưởng là tôi có trách nhiệm với chồng với vợ với con tôi, chứ thật ra mình có biết đó là ai không, mình có biết đó là ai. Một cái vị mình đắc sơ thiền không phải là thánh nhân, nhưng phải nói trong cái tình cảm gia đình, trong tình cảm máu mủ của họ khác mình nhiều lắm. Bởi vì nếu mà họ còn sà nẹo nó còn cuốn quýt quýnh quán mình như mình đó, thì làm sao mà gọi là ly dục được, phải ly dục mới đắc sơ thiền chứ. Làm sao họ, làm sao mà bụng dạ nào miệng lưỡi nào mà đi mình nói quan quan rằng thì là sơ thiền là chuyện nhỏ, thì cái này tôi thấy không xong nữa. Và tôi đã nói 1000 lần rằng là ở ngoài đời ấy, một cái cậu bé tiểu học mà có kiêu ngạo cách mấy, nếu học giỏi đủ điểm vẫn lên trung học, mà trung học mà dù có kiêu ngạo cà chớn cỡ nào chỉ cần đủ điểm vẫn có thể lấy cái bằng tú tài. Mà lấy cái bằng tú tài rồi mà mình có kiêu ngạo mình làm phách cỡ nào đó nữa mà ăn học ngon lành thì vẫn lấy tiếp tục các cái bằng sau là BA, MA rồi đến PhD một cách rất là bình thường. Kiêu ngạo nhưng mà ăn học ngon lành, à, có đề tài nghiên cứu hẳn thôi, à, là có tốt nghiệp đại học như thường. Nhưng ở trong đạo Phật thì không. Ở trong đạo Phật mà khi mà anh thành tựu được một cái gì đó mà anh khoái với nó quá, anh kiêu ngạo, anh coi nó là vô thượng, là tối thượng, là chí thượng, là anh không đi xa được nữa. Làm ơn nhớ giùm cái này nha. Trong đạo Phật nó là như vậy đó. Ngoài đời tôi nói lại, tôi nhớ nói là lần nữa, ngoài đời anh kiêu ngạo cỡ nào mà chỉ cần anh có trí thông minh thôi ha, có sức khỏe, có trí thông minh là anh vẫn có thể ăn học bình thường. Nhưng mà trong đạo Phật thì không. Trong đạo Phật khi mà anh đã có lòng kiêu ngạo thì cái việc nhiều nhất mà anh có thể làm được đó chính là thuộc lòng tâm tạng. Tôi nhắc lại, trong đạo Phật khi mình kiêu ngạo đó thì cái nhiều nhất có thể làm được chỉ là thuộc lòng kinh điển, khó lòng thành tựu được cái gì thuộc tâm linh. Chứ khó lòng là tôi nói rất là nhân từ, chứ thật ra là không thể được, không thể. Khi mà mình kiêu ngạo đó, bởi vì tôi đã nói bao nhiêu lần, mình là những con bệnh trầm kha, mình là những kẻ tử tù. Tất cả những cái biết của mình về đạo, về đời, nó chỉ là cái biết của người tù về cái căn hầm mà mình đang bị nhốt. Làm ơn nhớ giùm cái đó. Tất cả cái biết của chúng ta về đạo, về đời, nó chỉ là cái biết của người tử tù về cái căn hầm mà mình đang bị nhốt. Chỉ vậy thôi. Họ lấy cái gì mà hãnh diện đấy. Mình có học 84,000 pháp môn, mình giỏi bên đi gọi là rẹt rẹt A Di Đà rẹt rẹt kinh tạng lực tạng rẹt rẹt rồi thì sao? Toàn là nguyên một cái tủ thuốc thôi, phải nói rõ như vậy. Nó chỉ là một cái tủ thuốc, và cái tủ thuốc này chỉ có giá trị cho người nào có bệnh và biết mình bị bệnh và muốn chữa bệnh. Chứ còn nếu mà anh nghĩ rằng anh sở hữu một tủ thuốc đắt tiền, quý hiếm, thần dược, nhưng mà bản thân anh không chịu uống, thì cái chuyện mà anh tự hào đó, nó còn thêm bệnh nữa là bệnh tâm thần. Nghe cái không? Anh bị ung thư mà anh có thuốc anh không chịu uống, mà là anh không chịu uống mà chỉ đi khoe hay không đó, thì nó chữa thêm bệnh tâm thần nữa. Để chữa thêm bệnh tâm thần nữa nha. Một bệnh chưa đủ, giờ lâu thêm bệnh tâm thần nữa. Hồi xưa không biết đạo là chỉ có mê gái, mê tiền thôi. Bây giờ biết đạo rồi nó lầu thêm bệnh nữa, nó là cái bệnh mê kiến thức. Thấy mình giỏi, thấy mình trí tuệ, thấy mình nhiều duyên lành, nhiều ba la mặt. Hồi đó chỉ có một cái tội thôi, tội mê gái, mê tiền, mê danh thôi. Bây giờ nó lầu thêm cái tội mê đạo nữa. Như vậy thì
càng tu nó càng chất thêm chứ nó không có bỏ bớt. Mà làm ơn nhớ giùm cái đạo Phật nó lạ lắm, tu là để bỏ cái gì chứ không phải là để được cái gì. Tôi biết tôi nói này sẽ gặp rất nhiều học giả thì làm chống giáo lý, nhưng tôi vẫn nói tôi phải khẳng định rằng đắc quả A-la-hán là bỏ được cái gì đó chứ không phải là có được cái gì đó. Tôi phải khẳng định như vậy nha. Đắc quả A-la-hán là bỏ được phiền não chứ không phải là để được. Không có ai, nếu mà thật sự là bất hiền trí, không ai mà muốn đắc quả A-la-hán để có tâm A-la-hán. Không phải đắc La-hán để có được tâm La-hán, mà là để bỏ hết phiền não. Cái này nó quan trọng. Khi mà anh bỏ hết phiền não thì tự nhiên anh có tâm La-hán. Còn nghe thì giống nhau phải không? Nhưng mà sai. Hai cái nó khác nhau sao lắm. Khi mà mình tu mình hướng đến cái chuyện mà lìa bỏ phiền não đó, thì mình sẽ an toàn hơn là cái người tu để đắc A-la-hán. Bởi vì sao? Vì khi mà anh tu mà anh nghĩ đến gì anh đắc cái này anh đắc cái kia đó, nó có hai cái bẫy. Thứ nhất là anh chưa tu là anh đã có cái lòng kiêu ngạo rồi. Thứ hai, anh rất dễ bị ngộ nhận. Chà, cái vụ này mới mệt rồi nha. Cái này phải ghi ra. Tu mà với cái lòng á dứt trừ phiền não á thì an toàn hơn là với mục đích đắc chứng cái gì đó. Lý do là khi mong đắc chứng ta rất dễ kiêu ngạo với từng thành tựu trên đường và rất dễ ngộ nhận tưởng miễn chai là kim cương. Chà, cái vụ này mới mệt, cái vụ này mới mệt. Khi mà người ta tu với cái lòng bỏ đó, nó an toàn lắm. Thấy phỉ lạc biết là đồ giả, thấy lân lân biết là đồ giả, đau quá biết là đồ giả, sốc quá biết là đồ giả. Trong khi đó cái ông thầy mà coi như là tu mà để đắc thì nó lại khác Ông tu để bỏ nó khác, còn ông tu để đắc thì rất là nguy. Anh tu để đắc là một là anh rất dễ kiêu ngạo với từng thành tựu trên đường, và cái thứ hai mới là chết người đó, rất dễ ngộ nhận tưởng miễn chai là kim cương. Wow, cái này mới mệt nha. Cho nên là tôi nhớ tôi trong một bài viết tôi có nói rõ điều này. Tôi nói chỉ có hai động từ làm thay đổi lịch sử Phật giáo, làm thay đổi lịch sử truyền thừa và lịch sử hoàng dương của Phật giáo, đó là được và bỏ. Tu là để bỏ cái gì chứ không phải để được cái gì. Đây là một chuyện phải nhớ. Thứ hai, không hề có chuyện diệt trừ phiền não. Nói là nói vậy thôi, chứ không hề có cái chuyện mà diệt trừ phiền não theo cái nghĩa là cầm cái cục đá đập bể cái ly, không phải. Diệt trừ phiền não không hề có cái chuyện mà cầm cục đá đập bể cái ly, không phải. Mà cái gọi là diệt trừ phiền não đây có nghĩa là sự thay thế. Hồi chiều nay tôi còn là một người phàm, tôi nhìn cái đó tôi thấy thích, tôi nhìn cái kia tôi thấy ghét. Một cái tôi nhìn bằng tâm tham, một cái tôi nhìn bằng tâm sân. Nhưng mà đêm nay tôi đắc quả là hết, tôi nhìn là hai món đồ đó. Cái món mà hồi chiều tôi thích á thì bây giờ tôi nhìn nó tôi không thích nữa. Tôi biết nó là đồ lắp ráp, là vô thường. Nó do duyên mà có và nó sẽ vô thường. Rồi giờ tôi nhìn qua cái đồ mà tôi ghét thì tôi cũng vẫn nghĩ như vậy. Cái này do duyên mà có và nó cũng sẽ vô thường. Và mình đang nhìn nó đây nè, thì mình cũng do duyên mà có, mà mình cũng sẽ vô thường. Như vậy thì căn vô thường, cảnh vô thường. Mà với một cái người mà có cái sự thức ngộ như vậy đó thì sao? Lúc đó phiền não bị thay thế. Đấy, phiền não bị thay thế, replaced, chứ không có phải là không phải là eliminate. Hai cái này nó khác nhau, nó không có cái nghĩa mà tàn phá là can thiệp mạnh bạo bằng vũ trang, bằng quân sự. Không phải, mà đó chỉ là replace, nó chỉ thay thế thôi. Tức là hồi chiều
thì tôi nhìn cái người đó tôi thấy thích quá, thì cái cô đó tôi thích quá, rất thích. Nhưng mà tối nay tôi biết cổ là đàn ông mà mới vừa ở Nam Hàn về, cô mới đi giải phẫu bên Nam Hàn về. Thì khi mà tôi biết như vậy rồi thì tự nhiên cái cảm tình của tôi, cái lá thơ mà tôi tính trao tay cổ đêm nay ở dưới gốc cây bụi chuối, tôi xé bỏ hết rồi, thôi thế là hết. Tức là khi biết cổ là cái đồ giải phẫu là tự nhiên cái lòng nó nguội lạnh, chỉ vậy thôi, chứ không có, ở đây không có chuyện mà cầm cái cục đá là đập bể cái ly, thí dụ như vậy, cái đó không có. Ở đây không cần, đây không có cái chuyện mà cái nào là cục đá, cái nào là cái ly, không có. Mà ở đây là chỉ sự thay thế. Tức là hồi chiều tôi nhìn cổ bằng cái nhìn người nam nhìn người nữ, một thằng con trai nhìn một người con gái. Nhưng đêm, nhưng mà sau đó tôi hiểu rồi, không phải, mà là thằng con trai đang nhìn một đứa thanh niên. Thì khi mà tôi biết như vậy là cái lòng tôi nó nguội lạnh liền, gọi là gì, mình nghe người ta nói trội, nhận bà xã mình ngồi xe sau lưng một anh chàng chạy chiếc Honda cười vui, mình nổi điên lên. Nhưng mà sau đó mình điều tra để chính xác đứa cái người thanh niên đó chính là em trai ruột của bà, thì tự nhiên là mình tình hình khác liền. Và mình có bằng chứng luôn, mình có bằng chứng 100% biết rõ là cái người đàn ông mà chở bà xã mình chiều nay đúng là em ruột của bà, chính xác luôn, có bằng chứng luôn. Thì lúc đó cái lòng nó nguội lạnh, cũng vậy, cái diệt trừ phiền não y chang như vậy. Mà cái diệt trừ thật ra nó chỉ là sự thay thế thôi. Đó là chuyện phải nhớ. Chuyện thứ hai mà tôi muốn nhắc lại đó là tu không phải để được cái gì, mà là tu để bỏ được cái gì. Mà tại sao hai cái này nó giống nhau quá, sao giống, mà tại sao mà ông đặt vấn đề không đặt sao được, không đặt là chết nhăn ra. Là bởi vì khi anh tu mà với cái lòng mà mong là tôi sẽ được cái gì đó, là anh rất dễ bị mắc vào hai cái tình trạng thê thảm sau đây. Một là anh sẽ kiêu ngạo với từng bước đi trên đường. Hai là anh sẽ dễ tưởng lầm miễn chai là kim cương. Đấy, trong khi anh tu với cái lòng bỏ thì sao? Nó là miễn chai mặt sát nó, nó là kim cương thì cũng kệ cha nó, miễn là mình đang đi trên đường chưa tới mục đích không dừng lại. Đấy, cho dù đó là cái dây mắt mèo hay là đó là dây lan rừng, mình cũng không thèm dừng lại. Đấy, cho nên nó này phải nhớ cái quan trọng chỗ này nè. Thì như vậy đó, là 12 duyên khởi nói gọn lại nó chỉ là khổ đế mà thôi. Và cái con đường nào dẫn đến 12 duyên khởi thì được gọi là tập đế. Niết bàn thì chấm dứt 12 duyên khởi, đó là diệt đế. Và cái tinh thần bát chánh đạo dẫn đến niết bàn đó chính là đạo đế. Như vậy thì hai cái giáo lý tứ đế và duyên khởi tuyệt đối không thể liền nhau nha. Và cái điều quan trọng nhất đó là cái người hành giả luôn luôn thấy rõ rằng toàn bộ mọi hiện hữu chỉ là sự kết nối liên tục giữa nhân và quả, giữa khổ này với khổ kia, mà dầu nhân hay là quả đều là khổ hết. Khi mà phân tích rốt ráo đó thì mình thấy là khổ đế đó, nó là quả của tập đế. Nhưng mà nếu mà nói sâu hơn một chút thì bản thân cái sự có mặt của tâm tham đó, nó cũng là một cái khổ trên đời. Bởi vì tâm tham nó dựa vào đâu? Nó phải dựa vào thân, vào tâm nó mới có chứ, phải không? Nó phải dựa vào năng quẩn nó mới có, mà bản thân năng quẩn nó cũng là khổ. Nếu mà nói như vậy đó thì mọi hiện hữu là khổ. Còn khi nào mà cần xé nhỏ nó ra đó, mình nói cái này là tạo ra cái này. Thí dụ như mình cầm trái xoài, nó ở đây là trái xoài ngon lắm. Nhưng mà nếu mà mình phân tích ra nó, cái này là cái cơm của nó nè, cái này cái thịt của nó nè, còn đây là cái hộp này nè, đem trồng sẽ ra cái xoài nữa. Còn nếu mà mình không có phân tích đó thì còn không, nó giống như là cái tôi nhớ gì tôi nói cái đó thôi nha, chứ đừng có trách tôi. Giống như trứng cá đó, cái trứng của con cá đó có nhiều người họ thích. Có người họ thích. Sao có cái người kỳ vậy ta? Cái gì sao tự nhiên vô hỏi mình kỳ vậy ta? Mấy cái này tôi nghi quá, tôi nghi đồ dỏm quá. Mấy cái này dỏm rồi. Ok, chỉ vậy thôi nha. Thì mọi hiện hữu là khổ. Và cái giáo lý duyên khởi là dạy cho mình cái khái niệm, cái ý niệm khổ đó phải được hiểu như thế nào, chứ không phải là mở miệng ra nói đời là khổ, nhưng mà con vẹt con sáo thì không có phải.
là phải hiểu tại sao nó khổ, rồi mình trả lời liền nó tại vì mọi thứ do duyên mà có. Rồi ta sẽ hỏi thêm, ủa do duyên mà có mà tại sao gọi là khổ? Mà nó duyên ở đây là nói cho xa. Nói do duyên mà có là nói cho sang, à, nói cho sang, cho gọn, à, cho bẩn, à, cho bẩn, à, cho bẩn. À, mà nói khó nghe mà chính xác, khó nghe mà chính xác mới đau chứ, là lệ thuộc mà có. Đó, nói do duyên mà có là nói sang, còn nói cho khó nghe tức là lệ thuộc mà có. Đó, và tôi đã nói cái này không biết bao nhiêu lần. Muốn có một cái ly nước lạnh á, ly nước máy, nước làm lavabo đó mà để mà uống đó, cũng không phải dễ đâu quý vị. Tôi không cần tôi nói giải thích nha. Có nghĩa là quý vị phải ở trong tình trạng nào, rồi xã hội chung quanh quý vị phải ra sao. Chứ quý vị thử tưởng tượng cái đêm giao thừa của năm 1968 có bao nhiêu giọt nước nó sẽ tứ tung trên lòng trên mặt đường Sài Gòn mà có ai dám ngừng lại để uống? Không biết trong đêm này có ai có đủ tuổi đời để mà biết cái chuyện gì đã xảy ra trong cái đêm giao thừa năm 1968 hay không? Đó, nước máy đó. Nước máy ai cũng kêu nước máy, chứ cái đêm đó nước máy cũng không có uống nữa. Có ai dám thò đầu ra đường hay không? Cho nên đừng có tưởng mà có muốn có một cái ly nước là bà bố uống, một ly nước máy uống là dễ. Sai. Xã hội có vấn đề là anh cũng đừng hòng có ly nước máy. Nhà anh có vấn đề, anh đang mới vừa cầm cái ly mình nghe con nó khóc ré lên. À, anh mới vừa cầm cái ly mình nghe ông xã và bà xã của mình la làng lên mình uống nó không? Mình mới vừa cầm cái ly lên mình nghe nhức răng buốt lên tới ốc mình uống không? Mình mới cầm cái ly lên mình chóng mặt nó quay vòng vòng cái mồng mồng mình lúc mình có thể mình rót nước được hay không? Không. Mình mới cầm ly mình nghe đau nhói như ai mà cắt ruột mình đó, là mình có cái đủ cái thời gian để mà uống nước được không? Không, buông ly liền, phải buông ly, kêu liền, mình ơi, đưa em hoặc đưa anh đi bệnh viện tức khắc. Không thể nào mà giờ đó mà còn ngồi mà thông thả mà rót nước rồi nhâm nhi mà uống, là tôi nghĩ là nó dốc nha. Cho nên đừng có tưởng là cầm ly nước trên tay uống là dễ đâu. Nó phải hội đủ 850.000 cái nhân duyên mới có thể có ly nước lạnh uống nha. Cho nên vạn ngữ ở đời này là do duyên mà có. Nhưng còn có cái thứ hai cũng thê thảm, đó là đã có rồi thì phải mất. Đấy là xong một bài kinh 77 trang. Bây giờ tiếp theo là bài kinh do duyên vô minh. Đấy, Avijja Paccaya ít ngưng ngưng nhất đủ rồi. Đủ rồi, 7:40 rồi quá đủ rồi. Xin bà con cho ngừng ở đây, nhớ bài kinh này nha. Bà này sẽ học là ngày thứ ba. Dạ rồi, cảm ơn. Long Thành Hộ Pháp tại khêu rồi, xin chào bà con. 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 Pháp tại khêu rồi, xin chào bà con.